Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn vườn quất chum với quất chậu nhựa. Ở clip trước mình đã chia sẻ với các bạn về thời điểm đánh phòng bọ trĩ, phòng ve bùa ở ná. Sau 3 hôm mình đánh thuốc sâu thì bắt đầu ná quất chum của mình rõi ná như này, cũng đang chuẩn bị vào bánh tẻ. Thì vào thời điểm này là bắt đầu nhà chú chủ vườn tiến hành tưới kích rễ để cho cây được bộ rễ khỏe và đảm bảo cho lá xanh và dày. Thì qua clip hôm nay mình chia sẻ với các bạn thời điểm tưới kích rễ cho cây quất chân chum, chân chậu nhựa. Mình sẽ đi qua chỗ của chú hòa thuốc kích rễ xem chú tưới những loại gì. Còn đây là quất chậu nhựa, cũng đánh thuốc được 3 hộp cùng hồ nào không nọ. Các bạn nhìn thấy nọc đã dài và rõ như này rồi. Đây là nấm nọc 1. Thì hôm nay nhà chú ý hòa tưới kích rễ để cho cây được đảm bảo và chuẩn bị đón độc hai. Đây là bom thuốc kích rễ của nhà chú đã hòa. Chú hòa cũng hòa bom này cho nhanh, không phải xách thùng. Và đây là thành phần tưới thuốc của chú ấy là kích rễ loại nét. Một hộp này tưới được 150 lít nước. Và chú pha thêm Zizomin để phòng nấm bệnh ở bộ rễ. Và cá cua nữa, trừ diệt trừ các con diệp sáp ở rễ ăn rễ non. Thế các bạn, sau khi hòa xong thuốc thì chú thêm tưới cũng kéo dây như này thì không phải xách thùng, cầm vòi xịt thẳng ngay vào gốc. Khi tưới được như này, vào thời điểm cây quất đang nập như này là cũng dễ non, chưa già dễ. Vì vậy nhà chú chủ vườn không tưới các loại phân đạm, mà tưới chủ yếu là tưới kích rễ và tưới Zizomin cộng thêm Aqua để phòng trừ nấm bệnh và tiêu diệt các con bọ xệp sáp ở rễ và con sâu ăn rễ non. Qua clip này mình chia sẻ với các bạn về thời điểm tưới kích rễ cho quất chậu nhựa, quất chum. Thì các bạn có phương pháp tưới quất nào hiệu quả, các bạn chia sẻ với mình. Mình xin kết thúc clip ở đây. Xin chào các bạn.